Hello, xin chào các bạn. Hello, xin chào. Hôm nay là sinh nhật của Quỳnh Như. Bé Tâm mà. Bé Tâm là Quỳnh Như, 7 tuổi nha. Nghe các bạn. Rồi đốt đèn lên rồi ha. Happy birthday to you. Rồi cầu nguyện coi. Cầu nguyện mới thở đèn cày. Cầu nguyện gì? Muốn gì? Còn gì nữa? Nói đi. Nói đi. Muốn gì nữa nói. Tiên Duy với cậu. Muốn mẹ sao? Muốn ngoại sao? Muốn mẹ sao? Muốn ngoại khỏe mạnh. Chắp tay là đàng hoàng. Chắp tay là cầu nguyện. Đúng rồi, như dì ba vậy đó. Mày hôn mới nhiễu luôn nha hai. Rồi. Cắt bánh nha. Cắt bánh nha người. Sinh nhật bé Tâm nha. Sinh nhật vui vẻ. Chào 7 tuổi nha. Rồi. Rồi cảm ơn. Ô. Cắt con cà Tâm cắt đi. Màu Tâm đỏ lên rồi. Cắt đi. Để mạnh xuống. Rồi, quay mặt Tâm kìa, Rồi, mẹ cắt cho Tâm nha. Dạ. Có thời em muốn ăn cái này. Để chị ba cắt cho con. Cái này để chỗ khác. Để khi tô bự nhất nè. Mình muốn lấy cái nào thì mình ăn. Thì mình ăn luôn. Rồi cái thứ nhất cho ý em trước đi. Em đây là nhỏ nhất á. Chị hai đi. Rồi dì hai đi. Em 5 triệu em lại lấy khác mà. Rồi. Cái đó ăn xong rồi mới được ăn cái cục này. Đúng rồi. Không biết hả? Tâm ăn bánh hay ăn cái bông? Ăn bánh, kem xong rồi mới ăn mấy cái thứ này. Rồi hỏi cắt lấy phần nào, giờ lấy nào? Tôi lấy cái phần này. Thì cái Tâm thích lấy cái phần đó mà. Cho dì hai đi. Cái gì hay? Tao thích cái tim. Này. Cái tim dẻo mà không có để. Này cho tao cái bánh này. Dẻo xuống. Bánh này. Từ từ lẫm cho nó vô. Xong rồi để vậy đi, đừng lấy. À sao mới ăn á mấy cái này. Còn 2 phút này một hồi hai. Dì hai thì đốt cho em với dì hai. Dì hai ăn luôn. Còn Tâm thì ăn một phần thôi. Tâm ăn bông không? Bông chút ăn mẹ ơi. Rồi. Ăn đi. Ủa sao có hoa? Này con đưa nó. Bé Tâm là có hoa. Đã có cái bông hả? Chị dành này chị hỏi gì chị? Mệt ghê luôn. Ăn đi bạn ơi. Mẹ để này vô nha mẹ. Ăn đi. Để nha. Em ăn đi con. Muốn ăn đi em. Ô. Cắt từ từ thôi. Ngon không? Ngon không? Ăn ngon. Oshi. Shi. Ngon. Ngon. Nè, mấy đứa. Bye bye.